Nhà thiết kế Trương Thanh Long đang gặp một vụ rắc rối, hãy giúp anh ta. Sẵn sàng. Các cô thấy chưa? Giống đến 90% luôn mà. Giống y chang luôn. Anh có chắc là những mẫu vẽ của anh không là ra ngoài chứ? Tôi chắc chắn. Những cái mẫu thiết kế của tôi khi mà vẽ xong, tôi đều bỏ vào ngăn tủ và khóa lại. Mà cô ấy tung những cái bản vẽ lên diễn đàn làm cái gì? Với mục đích gì chứ?